À, vâng em xin chào các anh. Ngày hôm nay thì là ở đây là em đem lên tiếp cho các bác ở đây là một cái uh, bộ vỏ loa nhưng một đôi vỏ loa. Đôi vỏ loa này thì nó ở trong nó có phân tần luôn rồi. Thì bác nào mà về gắn loa vào là cứ dùng được luôn thôi nhé. Nó có cái phân tần ở trong đây thì là mình u cái phân tần nó cũng nhận cùng thật đấy. Có nhìn thấy không Cuộn đồng to vất vả tụ tiếc đầy đủ hết nhá Đấy. Đấy dưới này có mút tiêu âm này Đấy. bộ vỏ loa nhìn rất là xịn và chất à, bộ vỏ loa này là một bộ vỏ loa bãi của dòng Onkyo 052X Đấy, 052X vỏ loa còn rất là đẹp nhé có phân tần đầy đủ luôn Đấy, bác nào mà về mà đã có loa bát có nó tép rồi mà mình đang cần chỉ lên thùng nữa thôi mà chưa mua được phân tần ở đâu thì lấy luôn bộ này đúng không phần tần gắn sẵn trong loa để trong vỏ thùng loa đây rồi thì chỉ có việc là là, là nắp uh, loa vào đây nữa là dùng thôi Đấy. rất tuyệt vời nhá Đấy. vỏ loa các bác thấy cái, cặp vỏ này đẹp không ạ rất là đẹp luôn Đấy. rất là đẹp luôn nha các cạnh các thứ đẹp xuất sắc luôn 052 AX à, đôi 052 x nhá đây cái căng uh, còn đầy đủ luôn đây. Đầy đủ cả logo. Đầy đủ ecam của logo nhá. Đấy. Kích thước của cái bỏ loa này thì em đo các bác luôn này. À, thế... đây thước đây này viền của nó bát nhá viền để nắp nó bát thì nó là viền 10 4.8 gần 15 nhé gần 15 cứ cho là 15 đi vì có thể là cái thước này nó cũng còn 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 bị thụt vào thụt ra nữa Thế thì là 14.8 cộng chữ 2 nhé đấy nỗ loa tép là 10.5 cộng chữ 2 đấy, tép này khuét tròn này sau đó ở đây nó hơi khuyết một tí như này đó nỗ bên trong của bát là đi 12 uh, nhé nỗ bên trong của tép bên trong của tép này nó khoảng tầm 6 nhé Đấy, tại vì ở đây nó 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 có một cái khuyết để như kiểu là đưa cái cái phần gọi là cái phần phần kẹp loa no vào đây, ấy. cái chân 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 kẹp của cái của cái tép ấy. thì cái thường thì tép thì nó chân kẹp của nó thường nó sẽ hơi nòi ra ngoài một tí đúng không? Đấy, nó sẽ từ cái từ cái từ, từ này cái từ cái từ đây nó sẽ có một cái chân kẹp nó đi ra đây thì nó ra đây chẳng hạn Đấy. thì nó sẽ có một cái khoét như này rất là thông minh luôn Đấy, cái này thì là nếu mà đo ở trên đây thì nó là 7 nhá khoảng 7 cm đường kính. 7 cm lỗ nhé Đó. Thì đấy là lỗ khoét ở bên trong, lỗ khoét bên ngoài là 10,5. Đấy. Chiều ngang của vỏ loa đi đo chưa nhỉ? Chiều ngang của vỏ loa là 16.5. Sâu là 22. Cao là 28.5 nhé. Đấy, một cặp vỏ loa rất là đẹp của của Onkyo các cái vỏ loa này thì chắc chắn nó sẽ hơn hẳn các cái vỏ loa mình mua ở trên mạng rồi mua ở trên mạng cái vỏ loa này nó cũng vậy mà năm sáu trăm nghìn mà chưa có phần tần vấn teo gì đâu mà nhìn cái chất gỗ này không bằng không bao giờ bằng được cái này cả đấy, mà bây giờ mang anh em thợ loa đóng thì người ta cũng phải tính bảy tám cái thùng đúng không ạ đấy mà con này thì về ở đây nó đã có sẵn phân tần rồi Đấy thì rất là ok luôn đúng không? Mà cái bộ vỏ này các bác cũng biết em nhà em bán bao nhiêu không ạ? Bộ vỏ này nó có 590 000 nữa nhá. 590 000 rồi 590 000 rồi Đã có phân tần sẵn đây các bác rồi thì bác nào mua alo em nhá. bộ vỏ loa này đã có phân tần. Là chỉ có 590 000 thôi nhá. bác nào mua thì thì là ở em nhá. Vâng. đường kính loa bát như thế nào rồi là các thứ ra làm sao thì em đã đo rõ ràng các bác rồi đấy thì bác nào mua thì alo em nhá. Xin chào các bác và xin hẹn gặp lại các bác trong những cái video tiếp theo của bên em. Vâng.